chính thức lên tiếng tin đồn hẹn hò Hiền Hồ. Trao đổi với truyền thông chiều 29 tháng 12, người đại diện Trịnh Thăng Bình cho biết, chuyến đi Hàn Quốc của nam ca sĩ không liên quan tới Hiền Hồ. Vì thế, những đồn đoán trên mạng xã hội về mối quan hệ của hai ngôi sao là không đúng. Chuyến đi Hàn Quốc lần này của Trịnh Thăng Bình đơn thuần là đi nghỉ cùng gia đình, hoàn toàn không có công việc kết hợp hay để quay chụp hình cho dự án âm nhạc nào cả. Phía công ty cũng khẳng định không có việc Trịnh Thăng Bình gặp gỡ và đi trượt tuyết cùng Hiền Hồ trong thời gian lưu trú tại Hàn Quốc, quản lý của Trịnh Thăng Bình cho hay. Vào ngày 28 tháng 12, cả Trịnh Thăng Bình và Hiền Hồ đều đăng ảnh đi trượt tuyết trên mạng xã hội. Đáng chú ý, địa điểm check-in của hai ca sĩ có sự trùng khớp, đây là khu nghỉ dưỡng trượt tuyết nổi tiếng ở Hàn Quốc. Cộng với việc đăng ảnh cùng thời điểm, song ca họ Trịnh và đàn em vướng phải đồn đoán hẹn hò trên mạng xã hội. Một số khán giả còn vào tận trang cá nhân của hai ca sĩ để thăm dò chuyện này. Về phía mình, Trịnh Thăng Bình cũng có tương tác dưới loạt ảnh của Hiền Hồ, bày tỏ sự bất ngờ khi đàn em cũng có mặt tại đây. Hãy đăng ký kênh Chuyện Gì Thế để cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trong ngày và đừng quên để lại ý kiến dưới phần bình luận nha quý vị.